Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2, môn tin học lớp 2 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Trước hết thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới cho các em xem qua. Các em có thể làm thử hết cái đề này, sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Đề bài gồm có hai phần. Phần trắc nghiệm và phần tự luận nhé. Phần trắc nghiệm 7 câu trắc nghiệm và một câu nói từ cục A với cục B. Và phần tự luận chính là thực hành, đúng không? Giờ các em làm tới đâu, các em tạm dừng tới đó, làm hết cái đề này. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ bắt đầu bài giảng nhé. Phân tròn vào câu em cho là đúng nhất. Câu số 1. Những hình vẽ nhỏ trên màn hình nền máy tính được gọi là gì? Đáp án A là các biểu tượng. Đáp án B là các hình tròn. Và đáp án C là các hình vuông. Như vậy là mình biết là các biểu tượng nhỏ trên màn hình chính là các biểu tượng, đúng không? Như vậy là câu số 1 mình sẽ chọn đáp án A nhé. Các biểu tượng. Tiếp theo là câu số 2. Bàn phím dùng để làm gì? Câu này quá dễ, đúng không? Đáp án A, đáp án A là vẽ chữ. Đáp án B là gõ chữ và đáp án C là tô chữ. Như vậy là bàn phím hay để gõ chữ, đúng không nào? Như vậy là câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B nha. Tiếp theo là câu số 3. Bàn phím có mấy hàng phím chính? Như vậy là đáp án A là 5 bàn phím. 5 hàng phím. Đáp án B là 4 hàng phím và đáp án C là 3 hàng phím. Vì mình thấy nhớ là gồm có 4 hàng phím, đúng không? Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở và hàng phím dưới. Như vậy là câu số 3, đáp án đúng là đáp án B nha. Đáp án B. Câu số 4, hàng phím cơ sở có đặc điểm gì? Giờ đáp án A là có 4 phím gạch. Đáp án P là 3 phím gạch và đáp án C là 2 phím gạch. Như vậy mình thấy mình nhớ là chỉ có 2 phím gạch thôi, đúng không? Như vậy là câu số 4 là mình sẽ chọn đáp án C nhé. Giờ tiếp theo là câu số 5. Phím dài nhất trên bàn phím chính là phím gì? Đáp án A là phím cách. Đáp án P là phím shift và đáp án C là enter. Như vậy bàn phím dài nhất trong bàn phím chính là phím cách, đúng không? Như vậy là câu số 5 mình sẽ chọn đáp án A nha. Tiếp theo là câu số 6, muốn khởi động phần mềm Word, em chọn biểu tượng nào? Như vậy là đáp án A là cái biểu tượng này để khởi động chương trình vẽ, đúng không? Đây, đáp án B mới là khởi động phần mềm Word đây. Như vậy là câu số 6 mình sẽ chọn đáp án P. Còn biểu tượng này để mình mở phần mềm Microsoft Excel, đúng không? Phần mềm tạo bảng tính. Giờ tiếp theo là câu số 7. Để tô màu em sử dụng công cụ nào dưới đây? Đáp án A, công cụ này. Đáp án P là cái cục gươm, là không phải, đúng không? Đáp án C, đây. Cái giống như cái lọ sơn, đúng không nào, đổ ra. Như vậy là câu số 7 mình sẽ chọn đáp án C nha. Cái biểu tượng này để tô màu, đúng không nào. Tiếp theo là câu số 8. Hãy nối cột A với cột B tương ứng nha. Giờ thầy sẽ làm nha. Mình sẽ nối cột A với cột B. Nút này. Cột nút này chính là để tô màu, đúng không? Vì mà nói nút này với là cái chữ tô màu nha. Giờ tiếp theo là cái biểu tượng này. Cái này là cục gươm. Cục gươm thì phải là cục tẩy, đúng không? Cục gươm chính là cục tẩy nha. Giờ tiếp theo là cái biểu tượng đường thẳng. Cái nút có hình đường thẳng thì chắc chắn phải là để vẽ đường thẳng, đúng không? Giờ tiếp theo là cái nút
có dạng đường cong thì chắc chắn phải dùng để vẽ đường cong mà, đúng không nè? Như vậy mình nói là với vẽ đường cong nhé. Và cái nút nút cuối cùng, nút cuối cùng theo các em để dùng để làm gì? Dùng để di chuyển, đúng không nè? Mình sẽ chọn bao xung quanh đối tượng cần di chuyển của mình, kéo nó đi thì sẽ di chuyển, đúng không nè? Giờ như vậy là mình xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 này có em là có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hay và cùng các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp phần phần 2 là phần tự luận. Giờ mình sẽ qua phần phần tự luận. Câu số 1, em hãy sử dụng Microsoft để tạo một văn bản theo mẫu sao. Giờ như vậy mình sẽ mở chương trình Microsoft và mình gõ cái đoạn văn bản này, đúng không nè? Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 1. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nha. Trước hết mình sẽ mở Microsoft Word nha. Thì mình sẽ được một trang giấy trắng như thế này ha. Trước hết mình sẽ định dạng phông chữ. Ở đây mình sẽ chọn là phông chữ Thumbnail Roman. Và kích cỡ là chữ là 14, đúng không? Giờ sau đó mình gõ chữ dưới đây. Chi chi chành chành nha. Giờ mình enter xuống dòng cái đanh khỏi lửa. Giờ con ngựa chết chương. Giờ ba vương ngũ đế. Chấp chế đi tìm. Giờ ô a ô ập. Giờ sau khi đánh xong thì mình sẽ ở đây mình sẽ đổi màu chữ nha. Mình quét chợ mình đổi màu chữ trước nha. Mình có thể chọn màu đỏ hoặc màu xanh gì đó cũng được ha. Giờ ở đây mình thấy là hai cái dòng này mình thấy chữ nó nghiêng. Mình quét chọn và bấm nút Y thì chữ nó nghiêng. Giờ hai dòng này thì mình cũng quét chọn và mình sẽ chọn U gạch dưới nhé. Đúng không nè? Vì mình xong, mình sẽ đã thấy giống cái đoạn văn bản. Mình thấy khoảng cách này xa quá thì mình có thể giảm khoảng cách L bằng cách quét chọn và bấm vào nút giảm khoảng cách. Chọn Remove File After Paragraph, đúng này. Giờ sau đó mình sẽ lưu lại cái văn bản đặt tên là Chi Chi Chành Chành, đúng này. Giờ thầy sẽ bấm nút lưu nha. Save rồi RAW. Giờ thầy gõ vô là Chi Chi Chành Chành. Giờ bấm nút Save, đúng này. Giờ như vậy mình thực hành xong nha. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2, môn tin học lớp 2 nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.